Gà Kung Fu. Xin lỗi đã làm phiền hai bạn vào lúc muộn như thế này, nhưng có gì đó rất lạ đã xảy ra với bảo tàng. Cả cái bảo tàng bắt đầu rung chuyển và mọi bức tranh trên tường rung lên điên loạn. Ông đâu cần kể, nhìn bức tranh này mà xem. Không, bức đó là vẽ như vậy, là phong cách của Picasso. Vậy thì tôi đoán là bảo tàng đã bị sét đánh trúng, đang có một cơn bão lớn ngoài kia mà. Mọi người nghĩ một cơn bão có thể làm thứ này à? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi cũng không biết nữa. Tôi ước tôi... Chiếc hộp tai họa là về gì vậy? Nó là một truyền thuyết kinh khủng. Nó nói về một chiếc hộp, nếu bị mở ra, nó sẽ đánh thức sức mạnh ghê gớm nhất mọi hành tinh. Và cái hộp này ở đâu? Theo cuốn sách nói, nó nằm ngay dưới chân của bảo tàng và có một bản đồ ở trong sách. Ồ, một vài trang của cuốn sách đã bị xé ra. Thực ra khá là lạ. Có hai người đến bảo tàng sáng nay và hỏi về cuốn sách đó. Hai người à? Họ là ai? Cẩn thận, Blake! Xin chào. Có lẽ chiếc hộp tai họa này là có thật. Có một đường hầm ở dưới. Cẩn thận đấy, chết. Chết, cậu không sao chứ? Chỉ là đùa thôi mà. Không vui vẻ gì cả chứ. Làm ơn hãy tìm hai trang sách bị xé mất. Chúc may mắn. Này, tiếng đó là sao vậy? Sợ quá. Tiếng đó từ đâu vậy? Là điện thoại kia đồ ngốc. Chà, đã tìm được chiếc hộp tai họa chưa? Dạ, không. Chưa thưa ngài, chưa. Sao mày run rẩy vậy? Lại động đất nữa à? Không thưa ngài, là Dex. Tên to con nhát gan đang run cầm cập. Dựa theo cuốn sách đó, chiếc hộp đang ở đâu đó gần đây. Nhưng thưa ngài, dưới này tối quá. Và chúng tôi không chạy ở đây được vì... Làm lẹ lên đi, ta cần cái hộp đó. Nhưng sao ngài cần phải có được nó vậy? Ai mở được chiếc hộp đó sẽ là bá chủ hành tinh. Và ta sẽ làm được. Ta sẽ mở ra được sức mạnh ghê gớm nhất mọi vũ trụ. Và chỉ có ta mới kiểm soát được nó. Ta sẽ trở nên bất khả chiến bại. Đi vô song. Kẻ đứng đầu tàn bạo nhất thế giới. Chờ tôi với. Là bản đồ. Nhìn này, bản đồ nói là để có thể tìm được cái hộp, ta phải đi qua đây. Có 50 bước. Không đồ ngu ngốc, ngươi sẽ rơi vào nham thạch. Ở đây nóng thật đấy. Bản đồ rách mất rồi, ta cần phần còn lại kia. Ý ngươi là cái này? Là chết. Thế còn ta? Ta tàng hình hay gì? Xin lỗi Flick, chúng sợ tớ thôi. Đưa cho ta mau, và ta sẽ để yên cho bọn ngươi. Mảnh bản đồ này á, không đời nào. Ôi không, nếu không có nó, ta không thể tìm ra cái hộp. Chúng ta phải lấy lại được nó, không thì đi sẽ có được mất. Cẩn thận đi, đồ ngốc nghếch. Đừng nghĩ là có thể qua được đây gà ạ. À, thật vậy ư, cùng xem nhé. Chuột mini.
Rắn cao su. Ta sẽ bắn cả hai luôn. Khiên ta tu. Chân nhện. Cẩn thận không ngã đấy. Cứ bám vào tớ. Đi nào Flick. Don, nhanh lên. Ta phải đuổi kịp chúng. Gì chứ? Don đang ngủ chút à? Mình không chịu được mất. Chúng ta đang làm nhiệm vụ cơ mà. Nếu Don định ngủ thì mình cũng ngủ vậy. Chết, ở đằng kia. Chiếc hộp tai họa. Ta cuối cùng cũng tìm được nó. Cuốn sách này là mình nổi da gà. Nghe này chết. Cái hộp phải được cất giấu mãi mãi. Nếu bị mở ra, sức mạnh của quỷ dữ sẽ bao trùm lấy cả thế giới. Nghe hay đấy chứ. Cứ đọc đi. Một trận ra bã chưa sợ hả? Muốn nữa chứ. Chiếc hộp tai họa được bảo vệ bởi hai thứ đáng sợ. Nghe thấy chứ Don? Nó đang nói về chúng ta đấy. Không, không phải hai người. Ăn đạn đi đồ ma quỷ. À đúng rồi, ma chỉ là không khí thôi. Nghĩa là chúng không hại được ta. Cú đấm tê giác. Để xem ngươi đỡ cái này thế nào. Mấy cái con ma này bất tử rồi. Mình biết máy hút bụi của mình sẽ được việc mà. Ta phải ra khỏi đây thôi. Ôi không, ta kẹt rồi. Vậy phải tìm đường khác thôi. Chớ, nhìn kìa. Bức tường đó có vẻ là lối thoát hiểm. Đúng, là cửa đấy. Cú đấm tê giác. Cuối cùng hai người cũng đã về. Quay trở lại mặt đất luôn nhé. Thế hai người có lấy được chiếc hộp tai họa không? Không, Don và Dex đánh cắp nó rồi. Gì cơ? Chúng ta phải ngăn đi mở nó trước khi quá muộn. Giờ đã chết. Dựa vào trang cuối cùng trong sách, chiếc hộp tai họa đã bị phá hủy hàng trăm năm trước. Và chiếc hộp mà ta vừa thấy là đồ giả. Gì? Đồ giả? Trong đó có thể có gì nhỉ? Có tìm được cái hộp chứ? Đây là chiếc hộp tai họa. Cái thứ rác rưởi gì thế này? Hộp này đẹp đấy chứ, nhưng nó hơi bám bụi rồi. Để tôi dùng cái máy hút bụi này xem. Cái quái gì vậy? Cung phu.
Một lần nữa, tên tội phạm khét tiếng đi lại lên kế hoạch để chiếm đảo của chúng ta. Sau khi đã giam giữ thị trưởng của đảo Cá Rô Đá, đi đã định chiếm lấy quyền của ông ta. Nhưng rất may cho cư dân đảo Cá Rô Đá, gà Kung Fu một lần nữa đã chứng minh vì sao anh ta chính là biểu tượng của thị trấn. Vậy người dân muốn một màn ra trò hả? Vậy ta sẽ cho họ một màn ra trò, một chương trình để kết thúc tất cả. Một cái bẫy chết người cho chết, và cho mọi người biết sức mạnh của thứ công nghệ của ta. Và kế hoạch là gì thưa ngài? Ta sẽ là một chương trình thực tế, một trò chơi chết chóc dành cho bất cứ ai tham gia vào. Và người khách đầu tiên sẽ là Chuck. Ngài sẽ đưa hắn lên chương trình thế nào? Ta sẽ bắt cóc hắn vào tối nay. Vì sao tớ lại được đi hẹn hò với cậu vậy, Flick? Cậu biết mà chứ, tớ đã rơi vào lưới tình với cậu rồi. Tớ muốn cậu cưới tớ. Cậu điên rồi à? Không hề, tình yêu của đời tớ. Uống đi nào. Giọng cậu bị sao vậy? Cậu đang rất khác lạ đấy, Flick. Giọng tớ á, có sao đâu. Có lẽ do tớ cảm lạnh thôi. Tớ chóng mặt quá. Giọng tớ, có sao đâu. Giọng tớ, sao đâu. Giọng tớ. Khổ thần Flick. Ngươi bị ngu à? Nó chỉ là con robot thôi. Một con robot đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó. Nhanh lên, đưa hắn lên thuyền trước khi hắn tỉnh dậy. Mình ở đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Mấy cái máy quay này là sao? Chào mừng tới với chương trình TV của ta. Một chương trình hoàn toàn mới. Sự kết thúc của gà Kung Fu. Gì? Chắc là anh hùng được yêu mến ở đảo Cá Rô Đá. Nhưng ta sẽ chứng tỏ rằng mình có thể đánh bại hắn. Đây là cuộc trả thù của ta. Truyền hình trực tiếp trên TV. Bọn My sẽ biết ai mới là kẻ mạnh. Hãy bắt đầu màn trình diễn. Chướng ngại đầu tiên sẽ là sân chơi bowling. Sân chơi bowling, mình hiểu rồi. Nhưng mình sẽ không làm con kia đâu. Khiên ta tu. Trời, đây đâu phải quả trứng của mình. Đây là cục đá. Không tệ đâu. Để xem ngươi sẽ làm gì với cánh tay máy móc. Mình cần thứ gì đó để phá hủy thứ đó. Hoan hô chất. Tiến lên chất. Hoan hô chất. Chất. Mình không tin được. Hắn không có trứng mà mình vẫn không thể thắng được ư? Ta phải dùng đến vũ khí mạnh nhất rồi. Bây giờ những khán giả thân yêu của ta
hãy để ta ra mắt con robot nguy hiểm nhất. Megatronic 34342. Này, anh bạn thiết bao sát, tuyệt chiêu của bạn là gì? Mình quá tự tin rồi, cứ quên mất là đang không có quả trứng. Mình mệt quá rồi, nếu mình không lấy được quả trứng, mình sẽ không thể ra khỏi đây mất. Này, mấy tên kia, trả lại quả trứng đây. Này, quên đi nhé, bọn ta đang dùng nó để làm bóng rổ. Bảo này, trả lại trứng đi, và ta sẽ chỉ cho cách úp rổ siêu ngầu. Ồ, thật ác, chỉ cho bọn ta đi. Người làm gì thế, đồ ngu ngốc, bị nó lừa rồi. Đúng đấy, để ta dạy ngươi rắn cao su. Cú đấm tê giác. Tiến lên chất, chất, tiến lên chất. Mình phải đi tìm đi đã. Mắt đại bàng. Thấy rồi, và giờ ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Báo tốc độ. Chất, chất, cứu, cứu với. Blake, cậu đang làm gì ở đây? Đi đã bắt cóc tớ. Cứu tớ đi chất. Thử, đó là ai? Gì cơ, nhìn giống hệt cậu vậy. Đừng hoảng, tớ sẽ cởi trói cho cậu. Flick. Con robot đó nhìn giống hệt tớ và đi đang dùng nó để lừa chất. Quy, cậu có thể định vị hòn đảo đó và lấy tàu để ta đến đó sớm nhất có thể chứ. Cứ để đó cho tớ, Flick. Mình không thể tin là Flick lại lừa mình. Cậu ấy còn lấy cả quả trứng. Sao cậu ta lại làm vậy chứ? Ôi, có lẽ mình biết đây là đứa nào. Khổ thân chất, cậu ta không thể làm gì. Chào buổi sáng khán giả. Là vinh dự của ta khi công chiếu những hình ảnh cuối cùng này của gà Kung Fu. Thưa ngài, tôi sẽ để quả trứng này vào két sắt. À, được, được. Những khán giả yêu quý của ta, mọi người sẽ được chứng kiến cảnh gà Kung Fu gục ngã, và ta sẽ là người kết liễu nó với chính đôi tay của ta đây. Đúng, với tay không của ta luôn, vì ta muốn cả thế giới này chất trứng này nhìn rõ. Cảm ơn Flick, ta hạ gục chất như thế nào. Thiên Tatu. Tiến lên. Chất, cảm ơn vì đã giúp Blake. Cậu thật tuyệt. Này chất, cậu đang làm gì thế? Tớ mới là người cứu cậu, không phải con robot điên rồ này.